Dương hả? Con nói to lên. Con mệt thôi. À, hôm nay con mệt, thế con có học được không? Con có ngồi đấy học được không? Ừ? Con đang F0. Con mệt. À, con đang F0, con mệt. Thế nếu như con mệt quá thì con có thể xin phép cô nghỉ bữa này nhá. Ừ, còn nếu cố gắng được thì cứ cố gắng ngồi đấy học nhá. Ok. Cô xem nào. Nhưng mà cô đã dặn cái gì thì các bạn phải chú ý nghe để hôm sau chúng ta không mắc lại những cái lỗi đấy nữa. Ok. Today we learn to review tree. Can you open your book? Can you open your book? Please. Các bạn mở sách ra nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái review tree. Review tức là ôn tập lại những cái các bạn đã được học ở trong những unit trước. Okay. Okay, are you ready? Open your book, please. Okay. Can you give me your book in my screen? Can you give me your book? You can raise it your camera. Okay. Class, các bạn có thể cho cô nhìn sách của các bạn được không? Yeah. Minh An. Okay, thank you. Hùng Tiến, Hùng Tiến đâu rồi? Anh có Ừ, có sách đó cho em. là Okay, are you ready? Yeah. So nghe now, so now number one, listen and take. This time you will listen a video. And then you take what did you hear? Okay. Cô sẽ mở cái file ra và các bạn sẽ nghe và tích xem thử những thứ mà các bạn đã nghe được. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh nhé. Okay. Listen the first time. Listen the first time. You can guess. And then the second. You tick. Review tree. Yes, sir. Okay. Number one. Page 36. Review three. Act. Can you hear that the voice? Can you hear that the voice? Can you hear that voice? Các em đã nghe cái giọng nói chưa? Ừ? Các bạn ơi, các bạn đã nghe giọng chưa? Yes or no? No. No? Okay, so I will say green. Okay, listen again. Activity one. Listen and tick. Already? Can you hear that voice? Hi, Sa Bảo. Yes. Yes, okay. So now we listen and tick. One. Who's that? That's my father. Two. This is my bedroom. Oh, it's nice. Three.
Where's your yo-yo? It's there, on the shelf. Four. Are there any maps in your classroom? Yes, there are two. Five. Do you have a robot? No, I don't. But I have a doll. Okay. Can you hear clearly? Can you hear clearly? Cô cho con nghe lại cô. Okay, that's right. And I asked you, can you hear clearly? Các bạn có nghe rõ âm thanh đó không? Có. Có, okay. Listen one more time. Of course. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Who's that? That's my father. 2. This is my bedroom. Oh, it's nice. 3. Where's your yo-yo? It's there, on the shelf. 4. Are there any maps in your classroom? Yes, there are two. 5. Do you have a robot? No, I don't. But I have a doll. Okay, alright. And that's time. We will take. And who can take number one? Who can take number one? Raise a hand, please. Who can take number one? Number one. Who can? Now, let me see your hand. Okay. One person. So who can? Anyone else? Anyone else? No one? Okay, Saba, please. A. A. Peter A? Yes, okay. And, okay, thank you. Another one. Another. Bạn khác nào? Hôm nay là cái bài review cho nên chúng ta phải ôn tập lại cho tất cả mọi người nhá. Không chỉ riêng một bạn nghe được đâu. Mà những cái bài này chúng ta đã được học rồi. Chúng ta phải ôn tập lại. Number two. Number two. Ký súng, please. Peter A or B? Peter A or B, number two? No, that's number two. Peter A, okay, thank you. And the next one, number three, Minh An, please. Number three, Minh An, please. Con chọn. Okay, you choose B, Peter B. You say after me, you say repeat to me. I choose Peter B. Now, let's repeat again. Minh An, let's repeat again. I choose Peter B. Minh An nào, nói cái câu đấy xem nào. Minh An ơi, bật mic lên nào. Dạ. Okay. I choose Peter B. Em nói đi. I choose Peter B. I choose Peter B. Okay. Again, you can say I choose Peter B if you think the B is correct answer, okay? And the next one, Ngọc Diệp, please. Number four. Number four, Ngọc Diệp, please. Peter A or B? Which Peter? A or B? B.
B. Yeah, you say that again. I choose Peter B. Ngọc Diệp. Repeat to me. I choose Peter B. I choose the B. I choose Peter B. I choose. Now repeat to me. I choose Peter B. Don't waste time. I choose Peter B. I choose Peter B. Okay, thank you. And number four is B. And the last one, number five. Number five. Nam Phong, please. B or A? A or B? Okay, can you raise your hand and you make your finger A if you think it's A, or B if you think it's B? I don't hear that you say. Em có thể ký ở bằng tay cho cô được không? Tại vì là cô không nghe thấy tiếng em nói. Em ký hiểu nào? B? B, okay, thank you. You can, yeah? A or B? B? You can repair your mic. You can repair your mic. Em có thể sửa lại mic của em được không? And, okay, so another. Hồng Tiến, please. Peter B, A or B? Peter A or B? Hi, Hồng Tiến, please. Can you hear me? Another. Tùng Dương, please. A. A, okay, thank you. And now you hear one more time and check this answer if you think it's true. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Who's that? That's my father. 2. This. Okay, that's my father. And this one is? This one or this one? Peter A or B? Peter A or B? Father. Father is Peter A. Okay, it's correct answer. And the next one. It is my bedroom. Oh, it's nice. Okay, this is my bedroom. And this is A. Yeah, it's correct answer. And tell me, what is this? Where? You blink where? Em nghĩ đây là ở đâu? Kitchen. Yeah, kitchen is correct. And the next one, number three. Three. Where's your yo-yo? It's there, on the shelf. Okay, it's there, on the shelf. The shelf? Yo-yo? B. Okay, Peter B is correct answer. Thank you. And the next one. Four. Are there any maps in your classroom? Yes, there are two. Okay, I hear that math, okay? And not picture. This is math. B is correct answer. And the next one. Five. Do you have a robot?
No, I don't. But I have a doll. Hey. Yeah, it's correct answer. She has a doll, not she haven't a bone. Okay. Thank you, class. It's all correct answer. And last now, we listen again and number. Okay. Number 1, 2, 4. We have 4 picture and we let write number 1, 2, 4. Okay. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Who's that? That's my father. 2. This is my bedroom. Oh, it's nice. Sorry. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. I have a new toy. What is it? It's a kite. 2. That's the garden. Come and have a look. Oh, it's beautiful. 3. Where's your sister? She's in the kitchen with my mother. 4. How many posters are there in your room? There are 2. Okay, listen one more time. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. I have a new toy. What is it? It's a kite. 2. That's the garden. Come and have a look. Oh, it's beautiful. 3. Where's your sister? She's in the kitchen with my mother. 4. How many posters are there in your room? There are 2. Okay. I think you can hear clearly. And it is 2 enough for you. Very easy, right? Rất là dễ đúng không các bạn? Bây giờ cô mời nào. Number 1, chúng ta sẽ điền number 1 with picture A, B, C or D. C. Okay. Yeah, sorry. Hùng Tiến, please. Hùng Tiến. Bạn Hùng Tiến ơi. Yeah, what are you doing? Em có. What are you doing? What are you doing? I'm Paul. You playing with your friend? And now we are learning English. So focus on my lesson, okay? Tất cả số tiền của em. Hùng Tiến. Dạ, em có. Đừng làm việc riêng nhá. Là em. Chúng ta đang học mà đúng không? Vâng, nhưng mà con phải trong em. À, con phải trong em. Thế em của con ở đâu kêu lại học cùng? Mà em còn 5 tuổi. 5 tuổi cũng học được, không sao hết. Vâng ạ. Bảo em ngồi chơi đấy để cho anh học nhá. Ok. Bây giờ các bạn nào, các bạn hãy điền cho cô số nào, thứ tự nào. The first one is number 1, picture A, B, C or D. Ngọc Diệp, please. It was C.
C is number 1, 2, 3, 4? 3. 1. 3? Oh, 1. 1, okay. So, picture, so number 2, number 2, which picture? Nam Phong, please. Number 2. Yeah. B. B. Number 2 is B or C. You can write your answer in your in chat box, okay? Em có thể viết vào trong cái tin nhắn chat được không? Em viết đáp án của em vào trong đấy nếu như em không nói được. Thế bây giờ cô mời bạn tiếp theo bạn ra bảng nào. Number 2. D. D, number 2 is picture D. Okay, thank you. And number 3. Trí Dũng, please. Number 3 is picture A or B? Picture A. A? A? Are you sure? Are you sure? Yes or no? Yes. Yes, okay. Number 3 is picture A. And the last one is number 4. All right. And so now we listen one more time and check your number. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. I have a new toy. What is it? It's a kite. Yeah, I think it's correct answer. And you can see the picture. We have two friends. It's my and what is it? Who is that? I don't know who is he. Okay. And I see the kite. I see the kite, and I guess it's correct answer. Okay. And that's now. We listen to. Two. That's the garden. Come and have a look. Oh, it's beautiful. Okay, you hear that? Garden. Yeah, it's correct answer. And that's now. Number 3. Where's your sister? She's in the kitchen with my mother. Okay. Where is your sister? Okay, sister is this. And the next to her is mom. And this is the kitchen. Okay? And mom and his sister is in the kitchen. Is correct answer. And the last one. 4. How many posters are there in your room? There are two. Okay. It's correct answer. Thank you so much. Okay. And that's now we move number 3, read and complete. Okay, so now I want a person to read all words in the blanket. I want to a person to read all words. Có muốn một bạn đọc hết tất cả các từ ở trong cái khung này nào? Who can raise a hand, please? Yeah, I think. Yeah, good job. Tùng Dương, please. Small. Yes. Yeah. Hey. House, but okay, thank you.
It's very good, well, good voice. Good voice, okay. And the next one, Sabao, please. Small bedrooms. They have bathroom. Okay, if we say there, not there. There. Okay, thank you. And so now we complete 1, 2, 3, 4, 5. Five blankets. We write one word. And the first one is example for you. This is my house. Okay. He or she is introducing his or her house. Okay. And so now we have 2 minutes. 2 minutes to complete this process. This is a trick. Chúng ta sẽ có 2 phút để hoàn thành cái bài này nhé. Các bạn hãy đọc kỹ và điền xem chỗ trống đó nó sẽ là từ gì. It's easy, I think so. Có nghĩa là nó rất là dễ đúng không? Vì những cái bài này chúng ta đã được học rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ôn tập lại thôi. Các bạn này, bạn ấy đang giới thiệu về cái căn nhà của bạn ấy. Ok. If you finish, you can raise your hand to me know that. Nếu các bạn làm xong rồi thì các bạn có thể giơ tay hoặc là bảo là finish để cho cô biết cô chấm bài nhá. Have you finished class? Have you finished? Các bạn đã làm xong chưa? If you finish, you can stay with me. Finish? I'm finished. Okay, class. Các bạn xong chưa nào? Xong chưa để cô chữa? Học Diệp ơi, xong chưa em? Tại sao không nói? Em nói cô xem nào, em bật mic lên nói cô xem nào. Em nói đi. Em xong chưa? Tôi xong rồi. Em nói là I'm finished. I'm finished. Okay, Minh An. I'm finished. Okay, Minh An. Have you finished? Em xong chưa? Em chưa. Okay. Em chưa thì em nói là not yet. Okay. No. Not yet. Okay. Đi xuống. Em xong rồi. Okay, thank you. Đi xuống. Have you finished? There is a living room, a kitchen. Oh, sorry. I asked you, have you finished? Already or not that? Have you finished? Bedrooms. Câu hỏi là em xong chưa? Em chưa xong á hả? Thì Dung ơi, tập trung nào. Em đang làm gì đấy? What are you doing? Thì Dung bật mic lên nào. Cô đang hỏi em mà.
Bật mic lên. Không nghe cô nói à? Bật mic lên nào. Có vẻ như là vào cái lớp ít nói thì các bạn ít nói hẳn nhỉ? Có thấy lớp kia em nói nhiều mà em còn nói ít nói đâu. Cô sẽ nốt lại vào đây nhá. Bạn Nam Phong xong chưa? Em bật mic lên, cô thấy tiếng rồi. Em bật mic em nói đi. Em bật mic lên. Nam Phong, em có nghe cô nói không? Có. Cô hỏi bạn Nam Phong. Cô hỏi bạn Nam Phong, em có nghe cô nói không? Em bật mic lên rồi mới nói. Có. Em làm được chưa? Em làm xong chưa? Em chưa. Em cho em tiếp tục làm nhé. Bạn Thành Long và bạn Anh Thư, hai bạn đã làm xong chưa? Bạn Thành Long với bạn Anh Thư, hai bạn làm xong chưa? Cô ơi, con chưa ạ. Con tiếp tục làm cho cô. Cô ơi. Em. Cô nghe thấy em bảo chưa? Con nghe thấy rồi. Bây giờ những bạn chưa làm xong thì nhìn lên trên cô chứa, còn những bạn làm xong rồi raise your hand. Các bạn hãy giơ tay và chứa cho các bạn nào. Okay. The first one. Only one, Gia Bảo. Another? No one? Okay, Gia Bảo please. Three. Okay, you read. Will you read the first sentence? Bathroom. Yeah, you read the first sentence. Em hãy đọc từ câu đầu tiên. There is a living room, a kitchen, three bathrooms. Three bathroom. Đây này, ông học mà ông cứ để đồ chơi đây này. Okay, the next one. There is a bathroom. Yeah, bathroom? No. No? House. House, how else, right? You remember that one was, we will write one number. Chúng ta nhớ là một từ chỉ điền vào một số thôi. Bathroom. Tiếp tục là bathroom, thế có hai em điền là gì? Bedroom. Bedroom. Okay, focus on your lesson. And the next one? It's small. Small. Okay, there is a bed, a desk, and a chair, and a bookcase. There. Okay, there. There is a big poster on the wall. Look, I have three balls. Keep on, the last one.
They. They. Okay. They are under the bed. Okay. This is my house. It is big. There is a living room, a kitchen, and three bedrooms, and a garden. There is a bathroom inside each bedroom. There is a bathroom, okay? This is my bedroom. It's small. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. There is a big poster on the wall. Look, I have three balls. They are under the bed. Okay, good job. It's all correct answer. So now I want a person to read the text. To read the text. Một bạn hãy đọc bài cho cô nào. Bạn Minh An ơi. Bạn Minh An ở đâu rồi? Where are you going? Where are you going? Minh An vắng này. Okay. Nam Phong nào? Nam Phong ơi, Nam Phong bật mic lên đọc bài cho cô. This is who? It's big. There is a living room, a kitchen. There. Bedroom and a garden. The bathroom is a bedroom. This is my bedroom. Small. Yes. This is a bed. A desk. A chair. And a bookcase. This is a big box in your wardrobe. I have a box. I put your bed. Okay, thank you. And can you see, I underline for some word. And I think, you speak not correct, okay? And you can repeat to me, okay? Can you turn on your mic and repeat to me? Hi, Nam Phong, can you turn on your mic and repeat to me? Em có thể bật mic lên và đọc theo cô được không? Có. Okay. The first one, house. House. This is my house. This is my house. Okay. This is. This is it. Nào, cái từ này chúng ta đọc là this. This đúng yes. không? Nối cái âm này, nối với cái âm này. This is. This is. This is. This is. Now, sit. Sit. This is. This is. Cái âm cuối cùng này chúng ta phát âm là âm Z này. Âm Z thì không phải là âm S nhá. This is. Okay, thank you. And the next one. Living room. Living room. There is a living room. There is a living room. Okay. Garden. 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 Now, Garden. 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 Okay. Garden. Từ này em đọc là there. Từ này em đọc là there. Chứ đừng đọc là this nhé. There. There. Each. 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 Okay, thank you. Good job. Small. Small. There. There. Desk. Desk. Nào có âm cuối âm k. Desk.
Desk. Uh-huh. Chair. Chair. Bookcase. Bookcase. Okay. There. Keep on. There. There. Poster. 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 Girl. Girl. Tree. Tree. Okay. You know that tree. Three balls. Three balls. Mm-hmm. Under. Under. Okay, thank you. Good job. You practiced your reading skill at your home, okay? Em hãy về nhà đọc luyện đọc thêm nhé. Tiếp theo cô mời bạn Minh An nào. Tập 3 đi em. Tại sao bảo đọc bài lại A ra? Ngọc Diệp nào. Ngọc Diệp. Dạ. Cô vừa bảo em làm gì? Đọc. Đọc bài. Thế bây giờ là mấy phút trôi qua rồi? Em nghe đúng không? Em nghe cô bảo em đọc bài đúng không? Thế em phải bật mic và đọc bài liền nhá. Ok. Nào em đọc bài cho cô nào. This is my house. Tiếp tục đi em. This is big. Em đọc đi. Where is a living room? A kitchen. Từ này em đọc được không? Từ này em đọc được không? Từ này đọc là gì nhỉ? Từ này em đọc là gì? Em cứ đọc đi, sai thì cô sửa chả sao hết. Em đừng có ngậm ngừng như thế. Em cứ đọc đi. Em đọc đi. Từ này em đọc là gì? Như lúc nãy bạn Nam Phong, bạn ấy đọc là the đấy. Em đọc là gì? Nhưng mà cô đã sửa cho bạn rồi. Em đọc là gì nhỉ? Ngọc Diệp ơi. Dạ. Từ đấy em đọc là gì? Em cứ phát âm đi, sai thì cô sửa. Em thấy từ đó thì em sẽ đọc như thế nào? Từ này đúng không? Em đang mắc từ này đúng không? Em giả đi. Em đang mắc từ đấy đúng không? Em giả nào. Em đừng gật đầu, em đừng im lặng và gật đầu, em hãy nói ra. Nếu như đúng thì em giả, còn không thì em bảo không. Đúng không nào? Em có phải là em đang mắc từ đấy không? Vâng. Thế bình thường cái từ này,
cái từ này. Em đọc là gì? Số mấy đấy? Số 3. Số 3 trong tiếng Anh em đếm số 1, 2, 3. 3, yeah, it's 3. Em đọc đi. 3 bedroom and a nào, garden. Garden. Tiếp theo nào. There is bathroom. Tiếp tục đi em, cứ tiếp tục đọc đi. Inside. Nào em tiếp tục đọc đi. Không sao đâu, ồn không sao cả. Em cứ đọc đi. Inside. Inside. Tiếp tục nào. Each. 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 Uh-huh. Bedroom. Uh-huh. This is my bedroom. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào Ngọc Diệp. Em đang đọc mà đúng không? Small. Em đọc đi. Sao thế nhỉ? Nếu như không đọc thì em cứ bảo cô là em không biết đọc từ đấy rồi cô bày cho. Em không biết đọc từ đấy. Từ này đúng không? Small. Small. Tiếp tục nào. There. There is a bed, a desk, a chair. Tiếp tục nào. And a bookcase. Bookcase. Yes. Từ này gặp lại nhiều lần này, em đọc lại từ này nào. There is a bed. Poster. Poster. Under. On the goal. On the goal. Look. I. I. Have. Tiếp tục nào. Two best. Two. Bao nhiêu nhỉ? One, two. One, two. Three. Three, yeah.
Quả bóng nhưng nó đọc là gì nhỉ? Ball. They are under the best. Ok. Bây giờ cả lớp và bạn Ngọc Diệp chú ý nhá. Cô sẽ chỉnh sửa một lần cuối cùng đối với bài đọc này. Bạn Ngọc Diệp chú ý này. Thứ nhất, cái từ this is, cái từ is, cái từ này chúng ta có phiên âm là e, yes, thì chúng ta sẽ đọc là is. Còn cái từ này kết thúc của nó là s, chúng ta trước này có nguyên âm đúng không? Nguyên âm I đúng không? Chúng ta sẽ nối nguyên âm này với cái từ cuối, bắt từ cuối cùng của từ trước. Chúng ta sẽ có là this is. Ok, my house. Okay. Tree, các bạn từ này cô nghĩ là các bạn được học cũng được viết nhiều rồi mà đúng không? Chả lẽ bây giờ không biết số 3 chúng ta đọc là gì? 1 2 3 or 3 2 1. Đấy, tree. Garden. There. Cái từ này này, phiên âm của nó cũng kết thúc là chữ error. Các bạn nhớ cô thấy một vài bạn đọc là zoom. Ví dụ như bedroom. Thì đấy là cái giọng Bắc đúng không? Cái giọng Bắc nó thường là không phát âm được âm R. Âm R các bạn phải uốn lưới lên. Room. Đấy. Bedroom. Các bạn nhớ chưa nào? Lúc nãy cô thấy bạn Nam Phong và bây giờ bạn Ngọc Diệp cũng vậy. Ngọc Diệp có thể phát âm lại cho cô âm R được không? R. Room. Đừng có đọc là zoom nhá, bedroom là không phải nhá, bedroom. Ok, các bạn còn lại cũng chú ý luôn. Tiếp theo là there is. Ok, there is, chúng ta cũng nối âm tiếp nhá. Cái âm R này nối với âm is. There is, nếu như cái there are, chúng ta bình thường đọc there are đúng không? Nhưng mà khi nối âm chúng ta đọc là there are. Ok. Tiếp theo cái từ inside. Từ này có nghĩa là đứng bên trong á. Each. Âm cuối chúng ta phải phát âm ra each. Các bạn có chú ý không nào? Các bạn có chú ý không hay làm việc riêng đấy? Cô thấy mỗi bạn cứ làm một việc riêng kiểu gì ấy nhỉ? Cô đang chỉnh phát âm cho các bạn chứ. Lát nữa cô mà thấy đọc phát âm lại là cô mắng đấy nhá. Is small. Ok. Tiếp theo chair. There is, there are. Tiếp theo này. Cái từ have có âm v đằng sau, âm v đằng sau ấy. Have. Ok, tree, there are, they are under. Ok. Đấy là những cái lưu ý, thứ nhất là nối âm. Thứ hai là âm R. Ok, các bạn nhớ chưa nào? Bây giờ cô mời một bạn cuối cùng này. Mời một bạn cuối cùng mà còn đọc sai nữa thì cô mắng cái đấy. Cô mời bạn Gia Bảo nào. Nãy giờ có chú ý gì không nào? Có. Ok, bây giờ em đọc nhá. Các bạn còn lại tập trung chú ý xem thử phát hiện bạn Gia Bảo có sai chỗ nào không. Ok. Các bạn tiếp bắt đầu nào. Cô ơi, cô. Nhưng đọc từ gì cô? Đọc cái gì á em? Em nói gì á? Đọc từ gì? À, em đọc lại cho cô cái đoạn văn đấy đi. This is my house. It is big. Ok, em dừng lại ở đó đã nào. Dừng lại ở đây đã nào. Trong cái câu này cô nhấn mạnh cho em về cái gì nhỉ? Cô nhấn mạnh cho em về cái gì? Nãy giờ cô đang nhấn mạnh về cái gì trong câu này? Hai câu này. Thứ nhất là cô nhấn mạnh cái gì nào? Nối âm đúng không? Đúng rồi, nối âm. Thế em đọc lại cho cô cái từ này nào. This
is. This is. Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo nào. Em đọc tiếp đi. This is my house. It is big. There is a living room, a kitchen, three bedrooms, and a garden. Ok, em dừng lại ở đó, em dừng lại ở đó. Câu này cô nhấn mạnh cho em về cái gì? Linking words. Từ nối tiếp đúng không? Nối âm tiếp đúng không? Linking. Em đọc lại từ này nào. There is. Now, R. There is. Em đọc cho cô R. 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 Read. This. Read. Reads. There is. There is. Okay, good job. Tiếp tục nào. A living room, a kitchen, three bedrooms, and a garden. There is a bathroom besides each bedroom. This is my bedroom. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. This is my bedroom. Uh-huh. It's small. Uh-huh. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. There are these. R. R. There is. There is a big poster on the wall. Look, I have three balls. They are under the bed. Now, R. Okay. Thank you. Thứ nhất là cô thấy bạn Gia Bảo là một cái bạn gọi là đọc tốt nhất ở trong lớp, một trong những bạn đọc tốt nhất ở trong lớp, nhưng mà bạn vẫn còn đọc sai. Thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tập trung nhiều hơn nữa, được chưa nào? Bạn Gia Bảo đọc sai nhưng mà sau khi cô nhắc lại, cô chỉ cần gạch chân dưới là bạn biết được từ đó phải nhắc lại là mình đọc sai như thế nào và sửa lại ngay sau đó. Cô rất là thích tính cách của bạn Gia Bảo về cái điều đấy. Biết sai và sửa ngay. Đấy. Còn những bạn còn lại, khi biết mình không đọc được thì các bạn phải nói cho cô biết là bạn không đọc được từ đấy, chứ các bạn đừng có im. Cô khuyến khích các bạn là đừng có im. Im thì chúng ta sẽ bỏ lỡ. Và một khi mà bỏ lỡ rồi thì các bạn sau này đọc bài hay gì gặp lại cái từ đấy các bạn sẽ không đọc được. Các bạn phải hiểu như thế. Đấy, còn những bạn không bật cam, cô không biết là các bạn đang chơi hay là đang học bài. Cô sẽ nốt lại những bạn không bật cam lại, bạn Anh Thư với bạn Thành Long. Đến bây giờ thì đã out demo rồi á, đi đâu rồi á. Còn bạn Tùng Dương thì mệt, còn bạn Thành Đạt thì sao? Từ sáng đến giờ cô chưa thấy em bật cam nhé. Còn bạn Minh An, lúc này cô vừa gọi bạn đọc bài nhưng mà bạn lại out ra, không biết là do mạng hay là do em cố tình out ra. Cô hỏi lại cho chắc nào. Dạ.
Em bật cam chưa? Em bật cam chưa? Em bật rồi. Yêu cầu của lớp học chúng ta khi bước vào đầu tiên là chúng ta phải bật cam, kiểm tra mic, kiểm tra kỹ thuật xem máy có đơ hay là gì không thì báo lại ngay cho cô, được chưa nào? Ngoài việc chào hỏi ra thì các bạn phải làm như thế, chứ không phải là vào ngồi học cứ bật máy đấy rồi đi ngồi chơi là không được. Mà đã học là phải tập trung. Sai ở đâu phải sửa ở đó. Các bạn đừng có ngại lối sai. Sai để chúng ta còn biết để rút kinh nghiệm nữa, đúng không? Đấy là hôm nay cô tuyên dương bạn Gia Bảo nhá. Bạn đọc rất là tốt. Nhưng mà về nhà các bạn nhớ luyện đọc lại nhiều hơn nữa những thứ mà cô đã note, đã lưu ý lại cho các bạn. Ok. Bài tiếp theo, bài này cô nhớ, cô nhắc các bạn là về nhà đọc lại nhá. Không cần ghi âm hay là không cần quay video cả, chỉ cần các bạn tự ý thức được là mình phải đọc đúng những chỗ này. Ok. Tiếp theo nào. Các bạn sẽ ok. Number 4, we move number 4. Read and match. Read and match. Ok. Match with number 1, 2, 3, 4 with A, B, C, D. If you think it's correct answer. Ok. Các bạn sẽ nối từ 1, 2, 3, 4 đến mức đáp án A, B, C, D. Nếu như các bạn nghĩ đó là một cái câu đúng, câu hợp lý ấy. Ok. And number 1, how old is your father? Các bạn nhớ cái đoạn này cô đọc nối âm nhé. How old is your father? Cái âm D và âm I. Vì âm I là nguyên âm cho nên chúng ta sẽ được nối âm. How old is your father? Khi mà cô hỏi các bạn là how old are you? Thì cái nguyên câu của nó chúng ta đọc tách riêng ra không nối âm là how old are you? Còn khi nối âm chúng ta đọc là how old are you? Nối với âm D với âm R. Okay, how old are you? Tiếp tục với câu này, how old is your father? How old? Câu hỏi này đang hỏi cái gì đấy các bạn? Hỏi gì nhỉ? Hỏi về gì nhỉ? Hỏi về gì nhỉ, Gia Bảo? Hỏi về bạn có đồ chơi không ạ? Đây mà câu đầu tiên mà đã làm đâu mà câu thứ hai rồi. How old is your father? Bố bạn mấy tuổi? Câu này hỏi về gì? Về tuổi. Okay, age. The question about age. And we answer A, B, C, or D, we match? C. C. So you say that I match number 1, 2, C. Okay? Thank you. It's correct answer. And the next one, number 2. Ngọc Diệp, please. Do you have any toys? Do you have any toys? Yes, I do. Yes, I do. Okay. You match number 2 with? No, Ngọc Diệp. Đọc theo cô nhá. Khi mà em muốn nói đáp án của em là A thì em nói là I match number 2 with answer A. Now, I match. Now, match. Có âm chờ làm sao ấy? I match. I match number 2. I match number 2. With answer A. Okay, thank you. Tôi nối câu 2 với
Đáp án A. Ok. Các bạn nhớ cái câu này nhá. Tương tự những bạn khác nào. Number 3, Trí Dũng please. Number 3, who's that? It's my sister. Okay, you match number 3 with answer? Answer is D. Yeah, answer is D. Okay, it's correct answer. And the last one is number 4. Number 4? B, yeah, thì còn đáp án còn lại rồi đúng không? Is there the balcony in your classroom? Yes, there is. There is. Okay. Từ giờ có thể đọc nối âm cho các bạn quen nhé. Lúc trước thì kiểu là các bạn ví dụ như nghe không ra cái từ đấy là gì, nhưng bây giờ cô sẽ đọc. Okay. Thứ nhất là hỏi về tuổi này. Thứ hai hỏi về đồ chơi này. Thứ ba hỏi về nhận dạng người nào đó này. Thứ tư là hỏi về nơi trốn. Okay. Tiếp theo nào. Number 5, who can say? Who can say? Okay. I asked you. Number 1, who are they? Look at the picture. Look at the first picture and tell me, who are they? Who are they? Who know that? Who are they? Sao thế? Học buồn chán thế là bật nhạc lên nghe. À, Hồng Tiến. Đang học hay là đang nghe nhạc đấy em? Đang học. Đang học sao bật nhạc lên to thế? Các bạn có thể sử dụng nhạc, nhưng mà sử dụng nhạc ví dụ như là nhạc gì nhẹ nhẹ cho mình dễ tiếp thu ấy, được không? Vâng ạ. Chứ đừng có đập xình xình như thế, nó không tiếp thu được đâu. Em quên tắt mic. Nhưng mà cô dặn em thế, chỉ tắt mic hay bật mic cũng bình thường. Cô vẫn khuyến khích các bạn nghe nhạc khi học, nhưng mà nhạc như thế nào khiến cho các bạn tập trung được là được. Chứ không phải là vì nghe nhạc cho nên khiến cho chúng mình sao nhãng việc học. Okay. Okay, so number 1, who are they? Can you tell me who are they? Look at the picture and guess it. Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và đoán nó đi. Who are they? Nam Phong please. Who are they? Gì á? Who are they? Who are they? You answer this question. Em hãy trả lời câu hỏi này đi. Nhìn vào bức tranh này em thử đoán xem họ là ai. Họ là gì nhỉ? Họ là gia đình của nhau ạ. Họ là gia đình. Thế gia đình là gì nhỉ? Family. Chúng ta trả lời nào. Trả lời bằng tiếng Anh nào. They are family. Okay, they are a family. Okay, thank you. Họ là một gia đình. And number 2, what room is this? What room is this? Các bạn nhớ này, tiếp tục này. Cái từ này phiên âm là is, đúng không? Thì cô đọc nối âm lại cái âm I, it sau này là what room is this? This nhá, this chứ không phải là what room is it? Đấy. Đọc riêng ra chúng ta sẽ đọc là is it. Nếu như mà đọc nối âm thì chúng ta sẽ đọc là what room is this. Ok, các bạn nhớ nhá. Tiếp theo nào, các bạn hãy trả lời cho cô nào. Number 2, what room is this? Gia Bảo. It is bedroom. Okay, thank you. It's good job. That is bedroom. And the next one, number 3. Are there any sofa, tables, chairs, and pictures? Are there
any sofas, table, chairs, and picture? Yes or no? It's yes no question. Đây là một câu hỏi yes no nhá. Câu hỏi lựa chọn. Minh An, please. Are there any sofas, tables, chairs, and pictures? Nah. Yes or no? Yeah. Yes. Yes. There are or that there aren't. Chúng ta phải trả lời đầy đủ đúng không? That's, that's, there. Yeah, are. Okay, that's, there are. And how many are there? How many are sofas? How many? How many? How many? How many are sofas? Có bao nhiêu cái sofa ở đấy? Con thưa cô là có một cái ạ. Okay. And the next one, how many are tables? Là có hai cái bàn. Hai trong tiếng Anh là gì? Two. Okay. How many are chairs? Là có tám cái bàn. À, cái ghế. English. My English. Eight chairs. Okay. And the last one. How many are pictures? How many are pictures? One. So what is this? What is this? Có hai bức tranh. So two pictures. Alright. Có hai bức tranh đúng không? Okay, thank you. And the last one, number four. Trí Dũng nào. Number four. Where's the chair? Where's the chair? The chair is in front of the table. On? Are you sure? Are you sure? It's on the table? In front of. Okay. And you can say different way. Em có thể nói bằng cách khác không? Different way. Another way? No. So near. You can use word near. Now say that again. The chair is near the table. Có đúng không? Có phải là cái ghế nó ở bên cạnh cái bàn không? Ở trước cái bàn cũng được, in front of or in front of cũng được, hoặc là near, các bạn có thể sử dụng hai cách đấy nhá. Tiếp tục nào thì Dũng. Where's your school bag? Where's the school bag? Thì Dũng. The school bag is on the table. Okay, good job. So, where are the balls? The balls is under the bed. Where are books? The box is on the table. Where are the posters? It's on the wall. Okay. Thank you. It's correct answer. And so now we move short story. Cat and mouse 3. Read the story, put these lines on the correct bubble, then listen and check. Okay, so now we can listen the first.
Wait me a minute, okay. Các bạn đợi cô một chút nha. Page 38. Short story. Cat and Mouse, Part 3. Activity 1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. Who's Mimi? She's my sister. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters and one brother. Where are they? They're here. This is my sister Mimi, and this is Mimi. Hello. And that's my brother Jack. Hello. How many rooms are there in your house? Eight rooms. That's a big house. Yes, it's a big mouse house. Okay. A big mouse house. That's nice. Yes, it is. Các bạn thấy là cái cuộc hội thoại này còn chưa hoàn chỉnh đúng không nào? Đúng chưa? Còn một vài chỗ trống nữa đúng không? Bây giờ các bạn nghe xong rồi các bạn hãy điền vào chỗ trống đó cái gì mà các bạn nghe được. Ok. Các bạn nghe là một lần nữa nhá. Lần đầu các bạn có nghe rõ không? Ok. Ok. Page 38. Short story. Cat and Mouse, Part 3. Activity 1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. Who's Mimi? She's my sister. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters and one brother. Where are they? They're here. This is my sister Mimi, and this is my sister Nini. Hello. And that's my brother Jack. Hello. How many rooms are there in your house? Eight. Eight rooms. That's a big house. Yes, it's a big mouse house. A big mouse house. That's nice.
Yes, it is. Okay, so number one. What did you hear? What did you hear? Các bạn đã nghe được cái gì nào? Con nghe được nhưng nó có rè. Con nghe được nhưng nó bị rè hả? Các bạn còn lại thì sao? Các bạn còn lại nghe có bị rè không? Vẫn bị rè. Sao bị rè nhỉ? Cô xem lại thử nhá. Nó vọng tiếng cô ạ. Nghe có bị rè. Ơi em. Nó bị vọng tiếng cô ạ. À, nó bị vọng tiếng. Cô cũng không biết là sao nó lại bị vọng tiếng nữa. Nhưng mà các bạn thử nghe lại một lần nữa nhá. Chắc là cái phòng này nhá. Các bạn thấy màn hình cô chưa? Rồi ạ. Ờ, từ từ đã. Cô xem thử. Thấy sao chưa? Ok. Bây giờ cô cho các bạn nghe lại một lần nữa và các bạn hãy điền vào nhé. Page 38. Short story. Cat and Mouse Part 3. Activity 1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. Who's Mimi? She's my sister. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters and one brother. Where are they? They're here. This is my sister Mimi, and this is my sister Nini. Hello. Hello. And that's my brother Jack. Hello. Hello. How many rooms are there in your house? Eight. Eight rooms. That's a big house. Yes, it's a big mouse house. A big mouse house. That's nice. Yes, it is. Okay, so now I think you hear clearly and right. The sentence you heard, write the sentence you heard. Number one, okay, I think it's picture one. What did you hear? Các bạn nghe được cái gì? Gia Bảo, Gia Bảo xem nói cho xem nào. Em đã nghe được cái gì ở câu đầu tiên này nhỉ? Gì nhỉ? Em nghe được gì nhỉ? Nó nói nhanh lắm cô ạ. À, nó nói nhanh lắm. Thế em có nghe được cái gì trong cái câu của Hòn nói không? Có, nhưng em chỉ nghe bức tranh thứ 6. Thế em nghe được bức tranh thứ 6. Ok. Những bạn nào đã nghe được bức tranh đầu tiên? Bạn thì Dũng nghe được không? No. Nó quá nhanh đúng không? Bởi vì là cô đang hướng cho các bạn đến một cái gọi là cái nghe. Khi mà nghe thì các bạn nốt lại những gì các bạn nghe ấy, thì đừng có nghe suông như vậy. Cho nên là cô không đi tiếp cái phần này. Cái phần này. Đây là những câu mà các bạn đã nghe trong bài. Những câu cũng như là đáp án điền vào đây. Nhưng mà cô muốn các bạn tự nghe. Ok. Nhưng bây giờ cô, nếu như mà các bạn chưa quen với cái điều đó, cái điều mà nghe rồi take note lại, tức là lưu nốt lại những cái mà các bạn nghe được, thì bây giờ các bạn nghe lại một lần nữa. Sau đó các bạn hãy điền cho cô A là Peter, which Peter,
B là which Peter. Ok. Các bạn nhớ những cái câu mà các bạn nghe được nó đều nằm ở đây. Bây giờ các bạn nghe lại nhá. Page 38. Short story. Cat and Mouse Part 3. Activity 1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. Who's Mimi? My sister. Okay, what did you hear? What did you hear? The question. Question. No. Các bạn không nghe được luôn á. Con đã dừng đúng nhịp rồi mà các bạn vẫn không nghe được. Nghe lại một lần nữa nhé. Then listen, cat and mouse, punch check. Who's Mimi? Okay, what did you hear? What did you hear? Họ nói là gì nhỉ? Họ nói gì? It's Mimi. Who is Mimi? Who is Mimi? Đây này, câu đi này này. Who is Mimi? She's my sister. Thấy chưa? Cô đã bảo là nó giống tên này này. Các bạn nghe rồi các bạn check lại. Ok, câu đầu tiên sẽ là picture 1. Tiếp tục nhá. Tiếp tục các bạn nghe câu thứ hai này. She's my sister. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters and one brother. Ok, các bạn nghe được gì nào? Các bạn nghe được gì nào? How many brothers and sisters do you have? Can you see the answer? I have two sisters and one brother. I think that the cat asked the mouse. How many brothers and sisters do you have? Đúng không? Chúng ta thấy câu trả lời của cái bạn chuột này là tôi có hai người chị và một người anh nữa, đúng không? Thì chắc chắn câu hỏi phải là bạn có bao nhiêu người anh và có bao nhiêu người chị. Chúng ta cũng có thể đoán ra được vậy, đúng không? Khi nghe các bạn, một là nghe chính xác, hai là có thể đoán được. Nhờ vào cái đáp án, đúng không? Nhờ vào cái câu trả lời của bạn chuột này. Và câu 2 sẽ là B. Picture 2 is B. Các bạn nghe tiếp này. Where are they? They're here. Ok, các bạn nghe được gì? Where are they? Where are they? Yeah, it's C. Number 3. And the last one. Keep on. This is my sister Mimi. Hello. Hello. And that's my brother Jack. Hello. Hello. How many rooms are there in your house? Eight rooms. That's a big house. Yes, it's a big mouse house. A big mouse house. That's nice. Yes, it is. Okay, so picture six. What did you? How many rooms are there in your house? Cô giáo. Hình như là cô bật hai thiết bị, hai cái mic nó bị chỏng vào nhau, nó bị cứ vọng tiếng khi nghe á. Em bật có một thiết bị thôi chị ạ. Không biết là nó như nào nhỉ? Khi cô nói thế này thì nó không bị vọng đâu, nhưng mà khi mà cô bật cái loa lên ấy, nó vọng ấy. À.
Thế em xem thử lại nhá. Tại vì em dùng một máy tính thôi cho nên em biết là sao nó lại bị như thế. Vâng cô ấy này, tại vì khi nghe là vọng thì nó sẽ không được chuẩn nữa. À dạ vâng. Để cô share lại màn hình xem thử, share lại sao, xem thử như nào. Sao nào? Tìm cái EC class đấy không? Các bạn thấy không? Con thấy mỗi chữ U thôi cơ ạ. Thấy mỗi chữ U rồi. Con thấy màn hình đen xì. Để cô share lại xem thử nào. Nó bị lệ. Nó lại bị out rồi. Nó lại bị out cái EC class này rồi. Con thấy EC class rồi. Con thấy rồi. Đấy là nó đang bị xoay như này. Bây giờ cũng hết giờ của các bạn mất rồi. Mai con sẽ cho lại cho các bạn nghe lại bài này nhá. Ok. Các bạn này, các bạn nhớ trước khi mà mai cô cho các bạn nghe lại thì các bạn về nhà nhớ vào cái phần mềm Easy Class, sau đó các bạn nghe, các bạn biết vào đâu để nghe không? Các bạn có biết không? Có ạ. Đấy là cái bài nghe của chúng ta ở trong cái chỗ học bài ấy, Các bạn biết không? Có. Sau đó các bạn kéo xuống cái bài review tree, sau đó các bạn sẽ có cái file nghe, các bạn về nhà nghe trước, sáng mai cô sẽ cho các bạn nghe lại và hoàn thành những bài tập còn lại nhá. Ok chưa nào? Vâng ạ. Em mở easy class kiểu gì cô? À em hãy vào, nếu như em vào bằng điện thoại thì em cứ vào cái app Easy Class, nếu như em vào bằng máy tính thì em lên trên Google gõ là Easy Class. Đây này, cái Easy này. Em chờ mãi mà không vào. Cô đánh ở trên chỗ tin nhắn của chúng ta ấy. Đấy. Trong cái phần mềm đấy. Em vào xong em đăng nhập xong rồi em nghe cái file nghe này. Nếu như mà tại vì cô không biết sao là nó lại bị vọng như thế. Đấy đúng rồi. Em gì nhờ? Chưa. Điền thông tin vào, Em ở trường nào các thứ? Em điền thông tin vào. Đấy xong rồi em vào cái lớp. Ở một bên đấy có cái chỗ lớp, cái phần mềm của cô nó đang lát, không chỉ rõ cho các em được. Em vào cái chỗ lớp ấy, em vào lớp 3 đúng không? Xong rồi nhấn cái sách là Family and Friend Tree. Ở đấy các bạn, xong rồi các bạn vào chỗ học bài. Bài, nhớ nhá, bài. Còn bài tập bên kia các bạn có thể tự làm ở nhà. Vào chỗ học bài, xong rồi các bạn kéo xuống đến cái phần Review Tree. Review Tree. Các bạn sẽ có file nghe của bài nghe. Đấy, các bạn về nhà nhớ nghe lại nhá. Bây giờ hết giờ rồi, các bạn có thể nghỉ được rồi. Bye bye class.
Goodbye, teacher. Okay, bye-bye. Thank you.